Thank you anh Tiến Zombie. Hello mọi người. Em quay lại rồi đây. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Chào chú Tấm. Chào anh Đức. Chờ cháu đến hoa cũng uống tà lan khổ thế. Sao lại phải khổ thế? Chú có thể xem idol khác mà. Cháu mới là khổ này. Khổ lắm. Vừa mới vội quá còn không kịp ăn. Hôm nay không ăn cả thế giới à? Anh ơi, hôm nay em... Mà không phải, mà là có quy định không được ăn trên show rồi. Hôm nay em còn không kịp ăn ấy, vừa nãy phải ngồi ở ngoài kia ăn này, tội ơi là tội. Chào anh La Sút. Chào chuối. Đuổi bạn nào? Bạn nào? Con mèo còn lì chưa? Nó chuyển răng chưa vào tủ quần áo rồi ạ. Nó chui luôn vào tủ quần áo luôn. Hôi ơi là hôi. Bạn vừa rồi. Đi mà xem bạn đi. 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 Trên bảng món ăn yêu thích của anh không phải lâu thấp, không phải. Nên không cần nói lời chu kê. Đi chiều vào rồi có thể ăn with black. Chắc chắn sẽ không phải là hôm nay. We team diva hết. 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 Rồi chung nào đây. We team diva hết. Chung nào lại dám chê chị béo đây. We team diva hết. Một khi anh đến là we team diva hết. Áo phải lộ for brand. Nhưng những em gái này không phải gốc Việt. Bông này trong trên đất. Anh nghĩ mấy tay điêu là quà gì? Không quà gì hết. Ai ở chuối, vừa vào vẩn, không cho quà gì hết. Người ta đâu bên ngoài anh rất thiên. Anh sắp trắng với em lời đồn đã thất thiết. Điều là người bên phải nói với anh bán cầm chỉ là nghề tay trái. Chào anh Bo. Nói với anh vỗ mong con gái phải dùng tay phải. Chào anh Đắc. Chào anh Cười. Chào công chúa. Sẽ không cãi. Gió bọc. Anh còn fly, bọn em thích anh thì chào người gác đến. Chào Minh, chào Black Rose, chào Văn Hiếu. Chào anh người, chào người. Sao sai gọi anh là biến dĩ. Hôm nay uống sữa đậu nành cho heo thì. Hôm nay không uống đi nữa. Mọi người có thể kéo ra. Cái mặt tròn xe luôn này. We team diva hết. We team diva hết. Làm sao thầy heo quay được? Em đã bảo em béo lên xinh mà. Như con lợn đập cho. Không có. Chào anh hãng tử quay đầu. Không ai muốn nghe là gì? À, em hát bài Crush cho mọi người nghe nha. Em mới học được bài này xong. Mọi người nói chuyện với em đi. Bài này là của ai hát nhỉ? Quên mất rồi. Để em xem.
RMH6666. Đừng hát, xin đó đừng đập cho. Em chưa, à nhầm, em vừa ăn cơm xong ạ. Em là ai, quen chú không? Chú có thích bảo là không quen chú không? Không quen luôn này. Bài group của ai mà quên mất rồi, để em mở dinh ra xem nha. Bài group của Vani Vani. Đây à? Xin em mặt trời của anh là ai? Không có, không có. Không có karaoke à? Thế thôi mở để em hát theo này. Xin em mặt trời của anh là ai? Chị đấy là chị đông lớn hay chị nhỏ? Hỏi thế em trả lời kiểu gì? Kệ chuối, không quan tâm đến chuối. I let her get away. It's all my fault, cause right got in the way. And I'll be lying if I say that was okay. About that girl, the one I let get away. I keep saying no. Gotta be the way to get you close to me.
Có xách bánh nào lên không? Em kể cho nghe. Vừa nãy em sợ em muộn làm cơ, thế là em mua cơm xong em xách đến đây luôn. Định ngồi đợi xong là ăn đi, nhưng mà lại không được ăn trong phòng, thì em phải ngồi ở ngoài chân cầu thang để ăn. Đau đớn quá. Thật là đáng thương. Thank you anh. Tường bà Long Công đạt cho. Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến đập gạch ra. Chết rồi, em không hát được mà. Có biến gì? Và em tự biết rằng mình là ai. Có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim em thuộc về người.
rồi. Có vẻ ú anh em nhở. Chết rồi, em về quê được vài hôm mà béo như này hả? À? Cũng không béo lắm mà. Em vẫn gầy mà. Chào Phúc nhớ. Không đi 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 với chuối. Không nói chuyện với chuối nào. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gợi nhớ. Em cũng không biết tạo dáng gì nữa bây giờ làm thế nào nhỉ? Chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. Và em tự biết rằng mình là ai. Có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái. Để hai đã lên má. Đeo cái kính này trông thật là ngu si mà. Giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi. Vì yêu là cho và chăm nhân mà thế. Giờ anh được biết hãy đi đi về với. Hai bốn ba là ai nhỉ? Không nhỉ? Không nhỉ? Block, block ai? Block chuối luôn. Block chuối nha. Block chuối nha mọi người nhé. Rồi, dưới cái comment bạn đang hát bài giữ em đi nên sẽ bắt chiếc em hát giữ em đi luôn. Ok, chú ủng hộ. Ok, mọi người có ủng hộ em block chuối không nào? Từ đầu sâu giờ, hết chê xấu, lại chê lép, xong lại còn bảo người ta là ếch thôi. Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn. Sau đêm nay có lẽ em sẽ phải quên những giấc mơ, những lầm lờ. Có sai không khi trong mình còn chút yêu thương xưa buồn vương. Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, thoáng mùi hương cũ như vừa mới. Do em có cho rằng mình đúng. Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mọi người. Vì em cũng đã lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng. Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
của chuối. Hello anh à, thank you bé bự, hello. Đính cuộc. Đọc kiểu gì bây giờ? Đọc kiểu gì bây giờ? Hello chị Diệu. Hello anh Mạnh Hoàng. Cho giấc mơ mỗi người vì em cũng đang lạc lối. Thầy đút màu ăn được. Bơ rồi buồn quá. Đâu có bơ đâu. Béo một chút mới dễ thương. Ôi nhưng em muốn béo nhiều chút lắm nào nhỉ. Đây không phải trà sữa đâu. Đây là sữa đậu. Ơ sao lại nồi thịt kho? Sợ nồi thịt kho gì nhỉ? Nồi thịt kho gì? Mọi người thích em hát bài gì? Hả? Mọi người thích em hát bài gì nào? Mọi người muốn em hát bài gì nè? Winter là bài gì? Là bài gì? Là bài gì? Chief Rock. Anh Hùng đổi tên ngay nhá. Không để như thế đâu. Em dỗi như dỗi chuối bây giờ này. Mở bài yêu năm đi. Vì Gymnastics sắp lấy vợ rồi nên mình sẽ mở bài đó. Trên ô cửa máy bay của Phùng Khánh Linh. Bài đấy còn chưa nghe. Chào người quen mà. Ô em tưởng bài gì? Chết chết. Không. Làm sao mà bị tắt được? Anh đổ rồi mà. Đâu? Chi phờ dóc đi à? Cuộc sống em toàn lỗi lầm. Để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho mắt ta vào những năm đôi mệt mỏi. Lâu ngày không được nghe giảng chim ở đây. Ơ, anh bé đi đổi tên thành ba chấm à? Anh là gì đấy? Lại đến lớp kế nhân gian. Ngày ta em vui cùng nàng. Hôm nay không thấy mọi người cho em trà sữa nhỉ? Em cứ tưởng là em quay lại hôm đầu tiên sẽ được nhiều quà lắm không? Để tâm sự trong tiếng nhạc ru rơi. Ờ mọi người ơi, ai đang xem bằng máy tính đúng không? À, ai đang xem bằng điện thoại thì vote 5 sao cho em nhé. Mọi người ơi, tặng hoa free cho em nhé. Sao em không nhớ anh? Không, đồng cô. Con bướm này. Nhận. Không để con bướm nữa.
vui cười cho em ta ngây ngất dù ta em qua đôi lời đầy ngọt ngào và trong veo cũng mà làm chẳng sao dù rất tự tin bên nhau đi theo bài tiếng dâng trào và ta xin đến thôi mà dừng tên nắng để lấy chút hơi ấm của em xin đổi đi yên tên bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm bởi cả ngàn điều phù phiếm đâm vào một thoáng môi mềm khi đời này sẽ mang đầy nỗi tiếc không quan anh vợ lóc chuối từng khoảnh khắc mang hết tâm tư dấu vợ lóc chuối luôn để mai này tình nở những muôn hoa không tàn hết bài này em sẽ bài rằng em mãi ở bên nhé anh bé bị nhé cùng tìm kiếm bao ý thơ để tắt trong tiếng nhạc du dương hồn xa theo bước ta lẫn ngờ dù ngàn kia ta vẫn chờ chỉ cần có phút giây trong yêu thương đúng không đi không đúng là không đi rồi đúng không anh vẫn chưa đổi vẫn là chi quá còn Minh Chú còn Minh Chú ra còn Minh Chú là ra còn Minh Chú không đi rồi chờ nên anh đang ngưng hờ bên em những
béo rồi. Đứng hay ngồi như nhau đáng yêu quá là kiểu gì? Là kiểu khen hay kiểu chê hay kiểu trêu? Uống xong nhớ vứt cốc nhé bạn. Không vứt đây. Không vứt đây. Sao nào? Way Back Home. À mọi người ơi, nghe Way Back Home của Saul nhỉ? Em hát hơi mệt rồi. Chọn là em hay đi sân bay từ dương lúc đó là em gì? Back home. Nghe bài
kill me. You are kill me. Kiki, 너가 봐. 조각시켜놓고 고소한 우유 한 잔을 기다려요. 오빠하고 나하고 꼭 마주 앉아서 바로 손바닥 위에 너희 봐봐 눈썰을 하죠. 한눈 살지마. 누가 뭐래도 내꺼 내꺼. 다른 여자랑 말도 섞지만 난 네꺼 난 네꺼. Chính những đoạn đường bà đi qua, cho tôi hôn nhẹ lên mái tóc phút chốc dừng lại đừng vội xa. Anh cho anh một đi. Lần tôi được bên cạnh vẻ mãi yêu thương tới tuổi già. Rồi, và tốt. Cho tôi ngừng ở hiện tại cho đi về tương lai của hai ta. Cho tôi cảm nhận một vòng tay từ lúc phía sau và ôm lấy. Cho tôi được thay vóc dáng ấy vẫn thường hay gọi mình sương mai. Cho tôi nói thay những điều tuyệt vời trong lời bài nhạc dù đơn giản. Cho tôi em chúc kể những em không còn ngày buồn của Hà Sen.
Mong chị bà bên góc hiên nhà bà vá tu chiếc áo sờn vai cùng tôi hôn trà trên chuỗi đèn dài bó cả thanh xuân mà anh mới lại em trong mái lá nhỏ có niềm hạnh phúc chưa anh có bảy a mi bảy là nơi có tôi nơi có bà cùng nhau chạy qua bao cơn cực nhưng anh nghe bài gì ạ? À bài im lặng mở cho bà nghe bài nhẹ là lúc mà giọng tôi thức lâu đêm viết bản tình ca thế bài này em bởi im lặng cho anh nhé tôi mắt mở cùng đôi tay lạng nhận yêu đi chẳng được nghe gọi từng lời tôi gáp chỉ Mộc Châu là ở Hà Nội à chị nhưng mà ơi hãy nhớ vẫn Mộc Châu là ở Trung Quốc dù cho sóng gió muốn trùng xa khơi thì con thuyền kia vẫn cập bến tôi ước thời gian dừng lại mắt chẳng nào tóc cũng chẳng phai để tôi được nhìn bà thật lâu ghi nhớ trong đầu đến mãi mãi một ngày mới chẳng có gì bằng nếu tôi thấy bà còn nhiều người cứ nhiều người cho lắm bỏ sao lại cho lại khi nhận thêm lại tôi cảm ơn bà đã cùng tôi giữ chặt đôi tay trên đường dài sẽ giữ hạnh phúc bà được chọn vẹn cho đến hết quãng đời còn lại cho tôi được nắm đôi tay bà trên những đoạn đường bà đi qua cho tôi hôn nhẹ lên mái tóc phút chốc dừng lại đừng vội xa cho một lần tôi được bên cạnh về mãi yêu thương tới tuổi già và cho tôi ngừng ở hiện tại nghĩ về tương lai của hai anh ta cho tôi cảm nhận mà. Một vòng tay từ lúc phía sau bà ôm lấy cho tôi được thay một nhưng em vẫn thường hay gọi mạnh sương mai cho tôi nối thai những điều tuyệt vời trong lời bài nhạc dù đơn giản cho tôi chút kẹt em ở im lặng tai nghe buồn của Hà Sen cho tôi được nắm đôi tay bà trên những đoạn đường bà đi qua cho tôi hôn nhẹ lên mái tóc bị idol bỏ rơi cho một lần tôi được bên cạnh để mày yêu thương tới tuổi già và cho tôi ngừng ở hiện tại nghĩ về tương lai của hai ta cho tôi cảm nhận một vòng tay từ lúc phía sau mà ôm lấy cho tôi được thấy một viên ấy vẫn quay lại với Thông ạ à. Em không nặng ôm chờ chờ em cũng không đi em cũng không đi đâu với anh thế đâu vậy chị Mộc Châu ở Trung Quốc mà mọi người không biết à cười trở lại để dũng cảm trở lại với các em và có lẽ lúc mình xa nhau mọi thứ đã thay đổi và anh không bao giờ phải lo không quay lại mà ít tim có nhỉ rồi còn muốn nói gì không em hay không thể rồi nên hiểu sao đây em khi mình còn gần kề ai sẽ nói trước ai sẽ im lặng ai sẽ nhường bước hay chúng ta phải hiểu rằng mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát anh em gọi taxi có lẽ nên dứt khoát mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu không nên một lần nữa chạm vào những nỗi đau hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy để cho bóng tối đi ngang qua nơi này dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ chạm vào nhau tận sâu tan vào trong hư vô dù chỉ để biết hoặc dẫu có cố gắng hẳn là nhớ gì đã đổ vỡ và dẫu con đi lại qua những lỗi lầm đó thì gặp kết quả nơi nào thì buông tay nơi nào dừng bước chân nơi nào hơi ấm kia sẽ bình yên không gian xa nơi nào cho hai ta mỗi lúc thấy nhớ đến nhau nơi ngõ phố anh sang chiều nhạt bao ngày cuối năm sao mà cách làm trận nhịp khoảng cách từ sẽ Facebook đến link Facebook của em ngay trên nhé mọi người nhé anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng đấy em đi taxi để cơ mà link Facebook của em ngay trên nhé là cái nào dù nhẹ nơi cõi lòng chỉ cần anh nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất giữ lại cho riêng mình những thứ được và mất im lặng hôm nay xấu này mà cũng nhiều người vào xem phết nhở những vần thơ im lặng bên một bài hát tang dở để một ngày tình cờ giữa dòng người tấp nập thấy nhau nơi góc phố ta có bước lại gần bỏ qua mọi khoảng cách mỉm cười hướng về nhau không một lời oán trách như còn như lúc đầu hãy vô tình bước qua nhau tại sao không có một câu rồi nước mắt kia che giấu để rồi bất chợt gọi là nơi nào thì buông tay nơi nào dừng bước chân và đây là bài im lặng anh Hùng ạ đây là bài im lặng anh Bé Vi cứ lâu lâu lại vỗ tay một lần chẳng thấy nói gì mấy à em biết hôm nay là sao đông người rồi hôm nay em show giờ của idol mới buồn cứ tưởng là mọi người thương em vào xem em buồn quá dù cho thời gian chắc sẽ chẳng thể cảm nhận được một điều gì đó trong em một cảm giác cuối cùng khi em nhẹ đưa bàn tay đang lấy rơi về quanh em đêm nay chẳng còn hơi ấm khi ta ngồi ngay sát bên nhau hôm nay chi đặc biệt hôm nay em có gì đặc biệt nơi nào hơi ấm kia thôi nhé ọc đây
theo nhát màu ngày cuối. Bye bye anh. Cơn gió lặng nơi nào nghỉ sân bay, nơi nào dừng bước chân. Em đây anh ơi, nãy nói rồi nạp thẻ sao em? Nói rồi không nhớ là anh nói gì nhỉ? Anh nói gì nhỉ? Mọi người ơi, hướng dẫn anh Vương nạp thẻ giúp em với. Hướng dẫn anh Vương nạp thẻ giúp em với. Vâng, thẻ Zing anh ạ. Có anh thôi lấy không? Không lấy. Có anh cũng không lấy. Có một bài gì, có bài gì thấp thấp để em hát nhỉ? Hát bài ca em cứ bị đau họng ý. Có bài gì nhỉ? Làm nó ngại chết. Cháu lên ba. Được, em sẽ hát cháu lên ba nhá. Cháu lên ba đúng bài tủ của em luôn. Thực đấy. Thực sự đấy. Let's go.
Mãe
ngày kia nhé, ngày kia em sẽ có sâu ạ. Chót mang dối dần khi yêu chẳng biết gì, giờ quay lưng biết trách ai, xem như chúng ta không còn nợ nhau. Hát sai hết rồi nè. Người nữa bỏ em, không ai thương em nữa rồi. Dép em cái anh, dép em cái anh Tống kìa, anh Tống dép em cái kìa. Gấu em có Trần Thu Trần Thảo. Mọi người ơi, idol lên rồi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người vào chủ nhật ạ. Bye bye mọi người, bye bye mọi người, bye bye.